mà em nói chung là em bị bùa đó, rồi bị mắt vàng mà nó vòng vòng, cái em ra công an em trình báo mà em không có cái bằng chứng đó đây anh, nó dài dòng quá, em muốn nói chuyện với anh qua qua hình nói trước, rồi có dịp nào em sẽ lên anh, tại vì em tới Cà Mau xa quá trời. Cái đó còn bảo đâu ra Em đâu. mới điện cho anh đó, em coi nhiều clip về anh, em thấy anh, em có tình em coi. Rồi, ổn đấy không? Dạ. Đi sinh năm mấy? Em sinh năm 1977 anh. Đi lớn hơn em 6 tuổi. Dạ. Đi lớn hơn em 6 tuổi. Vâng. Anh sinh em sinh là 71. 71 lớn hơn 77 là 77. 77 lớn 71. 77 lớn 71. Nói chung là tại vì em coi em thấy anh nói chuyện rất là có gì, bữa nay em muốn điện thấy anh nói tâm sự của tâm sự cho anh nghe câu chuyện của em luôn mà là Cà Mau quá trời xa. Chú Cà Mau xa lắm đâu anh, chú Cà Mau đâu xa đâu, tại cái bè cả bè Cà Mau xa chứ Cà Mau cũng gần. coi mà thấy thích anh ghê luôn á. Vâng. Bữa nay xong mình lên mới điện đại cho anh luôn đó. Rồi bây giờ chị nhờ tụi gì? Em nhờ là cái câu chuyện của em á là em ở xóm em có cái anh đó là ảnh là quen ở xóm gì đó, rồi ảnh cũng dạng mà ảnh mới đi tù ra. Rồi ảnh là mai, ảnh là mai cái người bạn ở đâu trong tù em không có biết gì trơn, rồi đưa kẹo sao mà em dính trưởng luôn, em dính nào tới khi mà em thoát ra được em mới biết là em bị dính bùa, em bị lường gạt. Mà khi em tỉnh ra là ảnh đi tháng ngoài, em lại em báo công an ở khu em ở, thì người ta hỏi sao mà lúc mà người đó mới đi mà sao chị không lại báo liền, mà để tới một tháng ngoài chị mới báo. Nếu mà em nói em bị bùa thì trong công an đâu có ai mà nảy vụ đó đâu, em không có thể nói ra được. Rồi hỏi sao chị có bằng chứng nào mà chị nói, bây giờ có anh là em tâm sự, em nói câu chuyện của em là nó bị đồng vòng. Nó chưa ông hầm, nó chưa, ông không có bùa mà ông có cây bùa. Thì ông có cây bùa. Anh nói chung á, em nói là em bị bùa nè, anh dạy em khi mà em tới khi mà em đứng ra em nhận ra bị bùa là em biết rõ ràng luôn mà. Tại vì em giữa em với người đó em không hề quen biết luôn. Mà ở trong tù ra em không biết luôn. Rồi tự nhiên em cũng không biết em yêu hồi nào, em cũng không biết luôn đó. Khi em mà có làm đám cưới chưa? Có làm đám cưới chưa? Dạ có làm đám cưới. Vâng. Có làm đám cưới. Rồi trong nhà em á là giống như là mấy chị em của em á là ai cũng nói em bị lường gạt trơn, mà em với má của em á là làm như bị dính vậy á, là nghe theo em dễ sợ luôn đó. Vâng. Dạ mới làm đám cưới có 1 tháng 3 bữa là anh ra đi. Rồi vậy là ông có sướng, được sướng mà được tiền nữa. Và ông nói ông có sướng được, sướng được tiền. Ông để học điều. Ông nói để học điều, ông được sướng được tiền. Đúng không? Ông nói em... sướng. Dạ. Ừ. Ông nói sướng được sướng được tiền nữa. Mà hay còn hiệp sĩ gì không? Không được gì hết. Hết sĩ thì buồn. Còn mà thằng này có đời vợ được chưa? Nói chung là em không có biết vợ có vợ hay không, tại vì em là bị lừa gạt mà không biết làm gì vợ. Không biết, nói chung là không biết ở đâu nữa. Rồi giờ em không biết có vợ hay con gì chưa, em cũng không biết. Cái này là có nghĩa là em bị bùa khi em mà tỉnh ra rồi anh ta đi lâu quá rồi, mà bây giờ em mới nhận ra được thì em lại trình báo là vậy đó. Chứ sao mà kỳ giờ vậy? Em không biết có vợ có con gì chứ. Chứ sao kỳ vậy? Chứ sao mình quen ta phải biết nhà cửa người ta rồi mình đám cưới? Thế này anh bạn làm mai. Tại vì làm mai em bị dính bùa. Không có dính bùa, tại mình không có cây bùa, chứ dính nhiều có cây bùa bà dính lúc đầu bà cho ra ông ăn chi mà giờ nên bà ghiền nên bà bãi khoa gì không? Bây giờ chưa nữa bà cho em nói nha, em không biết có tình yêu hay không, bây giờ em thôi ra được. Em biết em nói ủa em không có biết người đó là ở đâu, nhưng mà em cũng biết sao em lấy hình nào em cũng biết.
Chào anh. Rồi đi đá đâu? Đi về. Đá có không? Thôi hỏi cái đá hồi đường hồi đậu đá không được rồi. Hồi đang đi cô đá nè Ly. Để Ly Ly, Ly Ly là đá cho nó. Đá nhà có. Đá nhà có. Rồi Bi bây giờ Bi bây giờ tự việc là để Ly đá có anh về với em mua. Tao làm 45 với lại 30 hôm bữa mua thuốc. Rồi 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 bây giờ em ngồi đến lấy ly. Nước đâu? Bỏ đi đi, bỏ trên bàn luôn. Bỏ trên bàn luôn. Rồi rồi bây giờ nè, bây giờ đá đá ở nhà có nè, đi lấy đá. Rồi bây giờ ở nhà có đá. Rồi bây giờ có hình nó không? Dạ. Được hình cô bắt nó cho. Dạ em rồi. Có hình em gửi cô cho anh nè. Rồi em có. Nó lấy hết vô kỳ. Em có số chứng minh cái căn cước công dân cái số nữa anh. Chứ sao không sao bè. Chứ sao bà biết nhà không biết nhà sao rồi bà cưới chi bà đem cái khẩu về nhà cửa không có không nhà em nói không? Là cái em giống như là em bị vô bùa em nói là không cái gì không tin không nói đi không không tin anh không tin bùa cái nhảy hết á tại vì tôi bùa mấy bà ghê mấy bà lúc thương thứ bà điện hiệp sĩ lúc cửa cổ bà điện. Bây giờ tôi nói lên đây để kiếm nó nghe bà rồi tôi nói chuyện bà là tôi quay phim rồi để tôi kiếm nó được không? Lắm lắm sao nói đồng ý dạ, sao anh nói sao tôi đang nói chuyện bà là tôi quay phim lên đó để tôi quay đưa nó lên là tôi kiếm nó nhà phim hãy kiếm giờ chị nói để tôi phải biết là đưa nó đưa lên ha. Dạ rồi nhà phim hãy đòi nó không tên gì hình. Nó tên gì? Nguyễn Minh Hòa. Nguyễn Minh Hòa rồi. Nguyễn Minh Hòa sinh năm 1979. Nó sinh năm 1977 không? Chị 77 không? Chị lớn 2 tuổi không? Dạ. Chứ cái lớn 2 gì cho lớn 1. Rồi vậy xưa vậy được rồi. Vậy được rồi, tôi sẽ đưa nó lên mạng ha. Tìm nó. Dạ. Rồi tôi nói chuyện dạ. Gì là chị cho tôi quay đưa nó lên nha. Để dạ, cho dạ. Mạng biết rồi. Dạ. Dạ. Rồi tôi sẽ kiếm nó bắt nó lấy gì hết thảy nhiêu vàng. Lấy nhiêu? Dạ. Anh lấy của em lấy nhiêu vàng dòng. Cái vàng đó là em không biết chỉ số nhưng mà em đối khẩu là cỡ trên 400 đó anh. Sao? Cỡ 400 dòng vàng không? Của em. Nè mấy bố bảo của em nè. Bà quen phải biết hỏi nhà cửa hỏi là ai sao bà làm đám cưới là ai trả tiền? Đám cưới là ai trả? Kết cuộc toàn là giống như là em bị điều khiển là kết cuộc nói cái gì em cũng nghe trơn kết cuộc toàn là tiền của em không à vừa cái tiền vàng của em gần 400 triệu em cho ổng ổng là 400 rồi tiền mà trong tài khoản với tiền của em người ta chuyển qua đó là ổng ăn xài đâu rút của em cũng hết 200 ngoài triệu nhưng mà cái rút cái đó bà không rút cái đó bỏ tiền cho nó hết rồi nó tự lên nó quen bà bao lâu mà bà cưới nè có nghĩa trong người ta là mai rồi em không quen hồi nào em không biết luôn á em bị bùa mà em không biết bùa gì ba mấy đứa con rồi dạ em có đứa một anh còn xã trước làm gì ông xã em trước làm nghề gon bố anh làm gì chưa gon bố xe anh làm đồ bố xe hả dạ em thôi chồng cũng gần 12 năm rồi anh thôi chồng 12 năm rồi giờ sao bà quen quen tao là phải tìm hiểu cho kỹ. Thì đây nè em nói anh nghe không phải em nói thật sự nha. Cái anh ở sớm ảnh làm mai mà em dính hồi nào em không biết luôn đó. Em không phải nói là bây giờ em nói thôi à. Làm như em bị dính bùa rồi khi em thoát ra em mới em bị lường gạt đó. Vâng. Khi mà em tỉnh lại ha, em nói nguyên một sớm em ai cũng nói em bị bùa bị lường gạt cho mà em phản đối cho anh em trong nhà em phản đối từ trên xuống dưới luôn. Là ai cũng phản đối nói em bị lường gạt bị bùa hết trơn em không có tin luôn đó khi em bây giờ đi một tháng mấy rồi em mới tỉnh lại đó em mới nhận ra là mình bị bùa bị lường gạt đó em không biết tình yêu gì luôn đó em nói thật sự luôn đó
Lâm là Lâm là Lâm đám cưới là bà bảo kỳ thanh nhiêu đám cưới nhiêu nhiêu làm đám cưới nhiêu tiền nó lậu hết nhiêu tiền đám cưới nhiêu bà mà lo luôn hả? Dạ làm đám cưới có cuộc toàn là em bỏ ra luôn làm đám cưới chết. Em cầm 5 triệu đó anh. Em không có lấy tiền gì chơi rồi xong ở được 1 tháng 3 ngày ra đi rồi nói ra đi rồi xong nói qua ngày sau chuyển vô tài khoản cho em rồi tới giờ đi mấy tháng nay mất tích luôn. Rồi, mà gửi, khi gửi hình đi gửi hình tôi sẽ kiếm nó tìm nó. Bà cho con đăng clip này tìm nó nghe đăng clip này đi tìm nó clip này con quay bà đó. À. Dạ dạ dạ. Rồi dạ, đó hết dạ. Là tổng cộng là gần 500 triệu phải không? À, cái số vàng đó là em đón phỏng phỏng có 400 với tiền ăn xài mà phung phí làm đám này ra nọ ra cũng khoảng tỏ 200 ngoài đó là cái số tiền em với nó kêu như nó làm đám rồi tiền ăn tiền xài nó cho người ta nó lấy tiền của em cho rồi không ra cả 200 ngoài nữa. Trời ơi sao bà thương người với sao kỳ vậy? Bà làm ăn kỳ vậy sao bà phải hỏi tìm hiểu kỹ vậy? Biết ra cầu biết nhà cửa gì đám đám cưới. Bà phải xuống nhà coi cho biết đám cưới bà cầm bậy. Không em nói em bị bùa em nói thiệt em nói câu này luôn đó em nói thật sự em tỉnh ra là em mới không, mới không không, không phải bùa luôn em bị ông làm bùa mà lúc nguyên sớm ai cũng nói em bị dính bùa mà em không tin đó nãy bùa nó có cái bùa mệt ba nó coi bùa nó ở bà 1 tháng 3 ngày nó làm hết bao nhiêu điếu rồi nè nó không buồn ngái đó tại nó coi bùa nó bà nó có cái bùa bà đừng nói bùa nó ở với bà 1 tháng 3 ngày nó làm bao nhiêu điếu nó thiệt rồi. Bao nhiêu điếu nó làm bao nhiêu điếu mà bà dính cái đồ điếu đó bà dính mấy cái điếu đó đó bà dính mấy cái bùa của nó mà nó đưa vô bà đó là bà ý là bà hiểu chưa không có bùa ngãi đó tại không có bùa ngãi đó thiệt bà luôn á bởi nó 1 tháng 3 ngày là nó làm bà bao nhiêu điếu bà nó thiệt kìa nhiêu không nhớ là một đêm mới làm mấy điếu là sao nói sao anh không hiểu. Đó chưa? Nè. Mấy cái đó em không nhớ mấy cái anh nói sau vô mấy chuyện đó là nó qua rồi em không có nhớ mấy cái bản đó luôn. Ờ không nhớ bản đó rồi cái phản đó là bà mới ấy nè cái phản đó là bà mới ấy ờ cái phản đó là bà mới thương nó chứ bà trước sau mà bà quen nó phải tìm hiểu xuống nhà nó coi biết nhà cửa đâu chưa bà bỏ tiền mà tổ chức đám cưới ấy như là bà là phải bà phải học bùi giống cái bùi đó. Ê. Không mà em nói thiệt em tự nhiên thì cái anh bà nó sinh năm 77 nó sinh 79 là bà biết rồi bà hiểu rồi nè họ con hẳn là bà là cái bùa không có bùa ngãi đó nó có cái bùa nó làm sao bà phơi bà mới đo đưa kỳ nó mẹ gì đi muốn yêu. Ở đây đây hiệp sĩ đang đói gần chết rồi không có ai cho ăn hết yêu mà ha. Hiệp sĩ đang đói đói gần chết ở đi hợp lý đối gần chết là bà không ấy rồi hợp lý đối gần chết bà không ấy bà ơi đó bà biết rồi hợp lý đối lắm rồi bây giờ chú ngồi nè đi uống nước này đi em mì đi lên nhỏ đâu nhỏ nè vâng chưa đi chụp hình rồi thôi bây giờ thôi giờ bà cho con đăng clip này lên nghe ha đăng clip này lên đăng clip này lên cho người ta cảnh giác thằng này nó bỏ bùa à đâu dạ dạ rồi, rồi. em gửi cái hình qua Zalo cho anh ha rồi nó hỏi cái gì để con lấy ghép hình vô à, cái gì dạ Nguyễn Minh Hòa anh sinh năm mấy sinh năm 1979 1979 rồi bà quen đến 1 tháng 3 ngày nó lấy bà hết bao nhiêu kỳ nó thẳng đi nó thiệt đi nhiều kỳ nói thiệt là cái số vàng là em đóng bọc bọc cỡ trên 400 còn cái số tiền á là ăn xài chi phí nó đẩy ra là cũng phải cỡ 200 ngoài triệu đó đời ơi là 600 triệu 600 triệu dạ rồi 600 triệu rồi 600 ngoài triệu á rồi biết rồi nhưng mà cái bùa nó sao mà bà mê chưa cái bùa nó sao mà bà mê bỏ ra 600 triệu bà cưới nó. Em nói thiệt anh nghe em không có biết cái gì khi em tỉnh ra là em bà nói biết nếu gì? Anh lúc nó phơi rồi là tỉnh rồi bây giờ nó đi mới tỉnh không nó bỏ lấy tiền về mới tỉnh không đi ra 1 tháng ngoài em mới tỉnh chứ lúc đi chưa có tỉnh nữa em nói là lúc đi rồi 1 tháng ngoài em mới tỉnh chứ cái lúc đi nửa tháng em còn sầu quặn dữ lắm nếu mà em nói thì
em thật sự luôn đó, là em không biết luôn đó. Nên em tỉnh ra em mới biết bị lừa rồi, rồi đưa hình nó ra đi, cô đưa lên, đưa tôi đang muốn nói chuyện bà quay phim nè, bà cho có đưa lên mạng không để giúp dạ, cho đó. Rồi 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 đưa hình liền liền dạ. Rồi rồi cảm ơn mọi người hãy chia sẻ mạnh lên để giúp chị kiếm được cái tên này để đem về 60 triệu bả. Ở đây em sẽ giúp giùm tìm giùm chứ không có tiền bác nha. Ở đây anh Hải, chị Hải là 300 triệu Bình Dương sẽ đi tìm giúp cho chị. Ha. Rồi 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 bye bye chị. Rồi chị đưa hình liền, đưa hình giúp liền, đưa hình giúp liền. Rồi 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 rồi. Em cảm ơn anh. Rồi rồi bỏ mua 600 triệu rồi. Dạ dạ.